Hello, chào mọi người. Thì cái này bên bên hôm bữa anh đi có đi thực tế rồi. Bên này cỡ 120 con be mà đi 3 tiếng. 3 tiếng mà cái máy của em, máy 49 á, thường đánh 3 2 tiếng là bình 120 hết á, là tại của em đánh á. Là bình 120 hết mà đi được 3 tiếng mà còn pin. Còn pin mà đi trong mưa quá về để chiều nay đi test thử 4 5 giờ. Còn cái này chủ yếu là cái máy đăng cái máy này nè. Anh này là ông khách cũng gần ở bên sớm chạy qua ông mua cái máy này đâu 1 năm nay. Một năm nay mà anh đi có một lần, một năm trời rồi mới anh bắt không được. Cái dùng máy này là máy Trung Quốc, máy Trung Quốc này á, thí dụ anh em mua nó đã nói rồi, như 10 chỗ nữa thì nó đánh được chỉ có vài nữa thôi. Thì anh em đang ở chỗ đó, thí dụ anh em mà đi cái dòng máy này á mà đi bắt cá ok thì anh em mua, còn nếu mà anh em mà chưa tìm hiểu được anh em đừng nên mua, tại vì anh mua cái này bỏ ra 2 triệu mấy à. 2 triệu mấy mà em đánh sung điện này kia làm là 800 ngàn à. Cái máy này em đánh là 800 ngàn à. Còn này dưới đây thì pin là 6 quả em đã đóng rồi à, giờ vô cái thùng nè, không có thùng nào gọn nữa anh em ơi. Kiếm quần né thì nó mới động hơn chút nha, nhưng mà để đi đỡ thôi, còn sau này thiết kế sau đó thì pin giờ vô thùng gì nó cũng gọn 20 kg mà nó cỡ như là em test là cỡ như bình 160 vậy, trên bình 165 mà là pin nè, mà nó còn vẫn còn pin. Nếu mà em nói cái ngưỡng mà sạc đầy mà đi xịt chắc cái này pin này nó rơi vào khoảng 200A bình AQUY mình là thực tế đó, so với bình AQUY á đó. Thì cái máy này đây, cái máy này em nói lại không biết, cái dòng 21.800 thì cái mã hiệu của thằng máy này anh, thì nó in cái mã chứ thật sự máy thì giống nhau hết à. In cái mã định, ví dụ đợt lô hàng này ra 10 con máy này giờ hình như là 16, có máy 20, 24, 26, 28 này tùy, tại nó in thì tiêm phép thôi chứ thực sự phép này không quan trọng anh em. Ai hô phép quan trọng chứ công sức này không quan trọng, quan trọng là đâm khô với này kia ta quấn là nó đẹp chuẩn á, với dao động với xe nó chạy là chuẩn, là điện áp ra cao máy nó mát. Còn con khách nhiều này á, giờ 10 con 8 con hay là 20 con gì đó cũng không có gì, không nghĩa lý gì, quan trọng tâm khô. Nếu anh em mà muốn mạnh là bắt buộc phải hai biến thế, còn một biến thế nè cho 165 luôn đánh cũng không ăn được hai biến thế, là thật sự vậy. Còn đợt sau này em sẽ in ra cái mặt hai biến áp E65 nữa, làm hai dòng biến thế. Và tại sao bên em không có bán một biến thế thì nó ba cá nó không đạt bằng thôi, nên em không có lấy. Thì điện áp nó ra cao vẫn vậy nhưng mà xuống nước bóp là độ động thua, độ sâu thua, máy đi nóng mà nó dễ hư hơn là hai biến thế nó đánh nó quên đủ mà nó chuẩn à. Nó nên dòng em ra làm là hai biến thế không, thì máy này vẫn xài được mà tao bỏ ra em đánh tao 800 ngàn, như cái máy này giờ thành 3 triệu mấy à. Giờ không làm thì đâu đi được, mà ảnh thì anh có mua em cây rồi nên ảnh kêu làm cho anh lại đi, em thấy có đăng lên tối định kêu làm lại đi, ông nói ông lớn này 40 50 tuổi à. Thì em đánh em làm lại thôi, thì điện áp xung nè. Chứ nếu mà anh em mà mua cái máy 2 3 triệu gì, nếu mà anh em mà về đi được anh em bỏ tiền ra 800 ngàn làm đây chị. Nếu mà dân chưa xài người ta nói thằng này cái máy cũng chạy chứ cũng đẹp chạy ngon mà sao bắt cá thì dở, bắt cá xuống nước bắt cá lại khác anh em, chứ nhầm người ta không biết người ta nói máy thì nó chạy cũng mạnh áp cao vậy sao bắt cá không được, người ta mua 2 3 triệu gì người ta xách 800 ngàn ra tao thay lại không, tại sớm lấy 800 còn đồ xa có anh em á, đã chịu anh em chỉ tiền đi tiền về là hết 200 ngàn tiền ship rồi, thì 800 ngàn tiền đồ nó thể ra 1 triệu á. Nó thì anh em nào muốn làm, nhưng mà một biến thế này đánh chừng 7 không đạt được 10 như hai biến thế đâu, tại vì á nó quấn cái này à, là thằng này Trung Quốc đó, nó nhân cái này em đổi lại cầu rồi đi tụ 10 đi á, còn Trung Quốc đi ưa xì tụ là nó nhân áp nên cái tập tụ mấy tụ này nó mới dễ xì, mà trong khi á, nó gắn 3 tụ nhưng mà cái UF nó lại thấp nó nhỏ, còn đánh cầu thì cần UF nó cao, cầu thì nó mát máy và công suất nó khỏe thì con máy này đánh cầu được, điện áp nó còn cao nên đánh cầu được, còn không được thì bắt buộc cũng phải để nhân áp thôi, được chế lại thôi này, tùy theo biến áp mà. Còn miếng áp này thì em đâu có làm, em đâu có quấn, miếng áp này hình như là em E49 nằm chứ không phải là E55, E55 là cái lỗi dày khúc kìa, còn E này E49 nó thì người ta kêu làm lại thì mình làm thôi, mình cũng hứa mình tính không làm thôi, tại vì bỏ công cán làm cái này ra tới 2 3 tiếng rồi nên mình cũng không làm 2 3 tiếng, làm được cái máy mới mình bán này còn lại chục đỉnh, còn làm mấy máy này đồ đẹp còn nhiêu tiền đó anh em, mà kệ người ta cần này nói sao giờ đó, thì làm cho ảnh luôn. Chứ còn máy mà trên YouTube mà hô kêu em làm với nhận sửa rồi em biết khi nào em nhận sửa có người ta lắm, máy của em cỡ nào cỡ em cũng sửa, còn máy của người khác giờ năn nỉ em sửa độ nâng cấp gì em cũng không lấy, mà thâu em cũng chẳng hiểu, anh em mà hỏi thâu máy đổi máy bù, anh nghĩ con máy đó em không kinh doanh ra công ty vô mặt em không bán đó, anh nghĩ đem về làm gì chục á, có ai mà bỏ đâu, cả tới dòng máy em đi nữa không vậy, xài thí dụ qua nửa năm năm trời rồi vạch bọng đồ đẻ hư hết cũng thâu lại à. Đây là đo đo nó còn nè, cái này 6 viên pin này đi cực kỳ anh em, còn pin 3280 ngày mai em ráp luôn. Đây nó là 12V56 là như là 12V6 á, là chuẩn của nó. Hình như là đi 10 tới 10V là nó ngắt hay gì á. Là vô động nó ngắt, mà bữa em đi về là còn 11V mấy á.
mà đi 3 tiếng là đi suốt á. Con máy của em đi là tính thời gian mà rớt bình, thời gian mà đi xe thôi á, chứ còn rớt bình thì kia là em cộng vào là hết, em từ ra rồi luôn á, là đi suốt là 3 tiếng á. Mà máy em bình trong 2-3 tiếng thì em nói rồi, trong 2-3 tiếng là đi bình, trong 2 đi trong vòng 2 tiếng là khu em hết hết bình nha. Mà em đi 3 tiếng là nó cỡ như mình 150 em. Mà còn để chiều nay tầm chắc chừng 4-5 giờ em đem cái đèn nó đầu theo luôn, 5 giờ đi chích cho giải trí luôn, chứ không gì làm máy em mới bữa bữa qua với bữa nay cũng máy giao có mấy cây cũng làm biếng hay làm rồi, hơi mệt thì nghỉ sẽ hơi sẵn đi tiếp pin này thử cho anh em luôn. Còn pin 32650 em ráp luôn, tại vì mới cũng mới đi quần kiếm ốc được thì làm 32650 đi bộ em đi test cái cây, chứ làm chứ lúc đầu chứ bình 30A thôi, đừng mình coi cái độ tính với bình ắc quy kia cái nó ra bao nhiêu, 35A như bình ắc quy kia người ta đi được 2 tiếng mấy, thì coi pin nó đi cỡ nhiêu. Mà khu em giờ đi không có thời gian nhiều được, chừng tiếng mấy là nó hết chỗ đi vậy đó. Thì mình hai đây để em gấp thử luôn này, để xoay quanh đây đi, thì mỗi lần mà làm lại rồi còn cái nút này là nút sung mà tắt à, vậy là mở rồi, chứ hai nắp thôi, còn mấy nắp này bỏ hết rồi. Còn nút này nhanh chậm, cái này là sung mạnh yếu, cái này là điện áp mạnh yếu, còn nút xanh là sẽ nhanh chậm, lúc nào cũng gắn hai màu vậy, đỏ là mạnh yếu, xanh là nhanh chậm đấy. Thì gấp cho anh em coi luôn đó, thì mình cũng khuyên anh em thôi, ví dụ anh em mua cái máy nào anh em bỏ lần tiền 2-3 triệu anh em cũng phải tìm hiểu rồi kỹ càng coi rồi máy móc sao rồi đánh sao thôi, người ta có đi chưa, rồi mình bỏ ví dụ giờ ba anh em trong nhà phải bỏ ra đánh mua phải 3 chỗ để mình coi ở cái nào đánh ngon anh em chu lại để anh em lấy cái máy nó xài luôn, chứ đâu có đâu đâu ấy đâu. Chứ còn thử đèn thì cây nào cũng như cái nấy, nay đi thẳng mạnh yếu dặn hả, cái này điện chắc hơi ngắn quá dặn vậy, mấy anh em thấy không, em coi thấy mà nè, nhà nhỏ này mạnh yếu rồi. Cái này đi cầu anh em không chứ nữa mà bắt cá không như máy em à, nhưng mà nó được 7 phần này không đạt bằng mấy máy 2 thiết kế 7 phần nó bắt cá cũng vẫn ok. Còn sung đây nó sung chỉnh cho nghe chơi luôn rồi nè, nó xung này nó mới bắt được cá, với lại gan thua là tần số giao điện giao động đầu ra anh em cân chỉnh á, chứ không phải mà học theo ấy. Còn hồi đó có một lần em lấy con TZ cái máy Trung Quốc, của máy vàng á, nó vẫn băm dòng đi đi ba luôn, mà nó băm cách nào không biết, mà nó kén nước, nó băm hình như là lái cách ly, đúng rồi, lấy đi ba mà lái cách ly kén nước. Thì sao để em chế dòng ra, chế dòng này đi thực tế mà em chế lại thôi, nên dòng này giờ không kén nước, không tránh nước nào cũng bữa, chỉ có không đi được nước mặn thôi đó. Thì con máy của em làm là chỉ không đi được nước mặn thôi, phèn lọt vô trong thì cũng biết, mà trong nếu mà nước khu anh em trong anh em phải nói trước, tại trong á, điện áp nó cao hơn, còn nước đục á, thì điện áp trung bình như máy em giao là đi đánh được hết, phèn đục dơ gì đánh được hết, nhưng mà trong anh em phải nói trong, trong con cá ở tầm 2 mét mình bắt buộc điện áp phải cao nữa nó mới chết được cá đó. Nhưng mà dùng nước trong nó chỉ có Vĩnh Long thôi, đặt là Vĩnh Long là nước nó mới trong thôi, chứ còn mấy chỗ khác là đục hết, đục 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 ngà 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 là đánh được hết, phèn rồi là mấy này đánh ok, còn nếu mà trong phải nói tước là em biết em làm chỉnh cho đó. Anh em nào xài máy hay cái gì đó thì nói em chỉ cái cách